nhằng nhẽo nhiều quá. Em đi chụp mấy cô này tí, chụp chơi thôi. Vì nó cũng đến hội Hải Yến nhá, ngắm các cô gái xinh đẹp nào. Mình đi hát si đi. Đâu? Quay về đây em sửa cho. À? Sửa cho về đây. Em biết sửa mà. Xuống một tí nữa. Các bạn này Hoa Cư hay Hải Yến? Hoa Cư à? Hoa Cư mặc áo đen à? Hải Yến mặc áo kẻ kẻ này đúng không? Dạ. Yeah. Áo kẻ kẻ đỏ đỏ là Hải Yến à? Áo đỏ đỏ là Hải Yến hay Hoa Cư? Không biết à? Hoa Cư à? À, em chào anh nhé. Để máy qua để anh có số máy của cô xem đi. Vâng, máy em đang quay bên kia, tí nữa em nháy cho. Chuẩn bị vào thi đi. Vâng, tí nữa em máy đấy đó, tại vì máy em đang quay kia rồi. Vâng, đang quay ở góc kia, đang hát si rồi. Cô Bắc Giang đang hát, tí nữa nhá, anh nhá. Đang hát si rồi, đang hát si với em Trạch kia rồi. Các cô gái xinh thế ở đâu đấy? Em ở đâu đến hội đấy? Chi Lăng à? Hôm nay Chi Lăng lên đây đông nhỉ? Xinh quá. Ai cũng xinh nhỉ? Xinh quá là xinh. Đi hội lâu chưa em? Lên lâu chưa em? Mới lên à? Thế là cả đoàn đi ô tô lên à? Đi xe máy à? Thế à? Thế tí có hát si không? Đi chơi vui thôi à? Tí đi vào nhảy nhá. Tí nhảy nhá. Giữa kia kinh đô Bát Đa có một chàng trai đang yêu gọi tên Alibaba. Có cả các cô gái giao nữa đến này. Đông vui chưa? Các cô gái giao Công Sơn, Mẫu Sơn đấy. Son 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 do son 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 do re 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 mi do re. Đi hội vơ, về hàng vơ. Các gái xinh đi hội hàng vơ. Các chị này ở đâu, ở Công Sơn hay Mẫu Sơn đấy chị? Hả? Ở Mẫu Sơn à? Hả? Ở gì? Ở Mẫu Sơn à? Thế à, hôm nay đi hội đấy. Tí mình có hát không? Không hát đâu à? Thì đi chơi thôi nhỉ. Đi chơi xong tí ăn phở là đi về á nhỉ. Ăn mỗi người mất bát phở, mua nửa cân thịt quay nữa là đi về thôi. Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây mặc áo thề, đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai,
hạt luôn. Ôi ôi, áo đẹp thế, thanh niên này. Các gái sinh Hải Yến với các đi chơi rồi đây. Lấp ló sau quả bóng không thể nhìn thấy mặt đâu. Xinh quá. Mình ở đâu đi hội đây em? Em ở đây ạ. À. Ở đây à? Có Lộc chứ, ở ngoài thị trấn phải không? Dạ. Ở ngoài thị trấn phải không? Em ở đây. Ở đây luôn à? Hải Yến luôn à? À. Đẹp dã man chị ơi. Đẹp dã man, con trai lớn bằng này rồi. Đẹp nhỉ? Đẹp thế. Chụp được rồi. Các cô gái trẻ măng, các cô gái học sinh trung học đi hội đây. Các cô gái xinh quá, trốn mất rồi. Dòng sông xanh vang lên tình. Gái Gia Cát đây rồi. Các cô gái Gia Cát đây rồi. Ở lâu tờ tu hắn đó. Bê hội, bê hàng, bê hắn nè. Văn phục cái máy vẫn à? Văn phục cái tư. Chú hư? Thằng Thanh Nam này chả? Lộc Bình hay là Lộc Lộc, Lộc, Lộc Yên? Lộc Yên. Mai 29 nên Lộc Yên với Lộc Bình. Tí hát xi nhá. Lâu lắm không thấy các cô gái này hát xi rồi đấy. Tí nữa hát. Thế đằng sau kia là các cô gái Lộc Bình nhá, tầm phục nhá. Tầm phục, tầm phục cái kìa. Áo xanh nha. Còn đây các cô này không biết ở đâu. Các cô này là đâu? Hà Cư rồi. Hà cư. Ờ, vâng, máy xanh. Ờ, xăng kín cao nè. Xăng kín cao. Nhìn thấy không? Mờ lắm. Ừ, đi, ban ngày mình để mờ thôi. Như tối có cô ấy không? Có, tối nó sáng lắm. Hôm nọ đi ăn cưới nhìn tối nó sáng lắm. Ôi, ôi, ôi. Ô, xe không phanh. Muốn làm gì không? Tụi bạn này. Chào các chị nha. Có nhiều lắm, tí nữa mới đến. Ô, tụi bạn hôm nay bị phỏng lắm ơ. Tụi bạn ơi. Ừ, thảo bắt ẻ ngon. Ừ, tụi bạn. Anh chụp cái anh. Đây rồi, chụp đây rồi.
đấy ơi ơ tụi bạn này đây lái vơ đây à hả không đây ấy ơi nào bạn này đấy đấy mi đấy á không xem được đang quay mà vừa quay vừa chụp à thế gì vừa quay vừa chụp có người gọi bạn thi ơi giời ơi người đẹp chúc mừng năm mới em ở đâu đi hội đây em ở đâu nhở em ở Thanh Lòa em ở Thanh Lòa ôi giời ơi ai đây ôi ôi các cô gái đâu đây xinh nữa hả ở đâu đây THC nhá ôi giời ơi các thiếu nữ các anh đang gọi HC này, các anh đang gọi các chị HC phải không? À lê, các chị vào đi. Vào đi các chị vào đi. Áo đẹp ơi. Các chị chuẩn bị vào HC rồi, các anh trai này gọi vào HC rồi, không biết là các anh ở đâu nhỉ? Tình ở đã quên đi như lòng cô lạnh lùng. Nghe các anh hát xì, nghe các chị hát xì tí nào. Chưa hát, đi thôi. Tình ngỡ đã quên đi như lòng cô lạnh lùng. Các bạn ở Chi Lăng à? Phải không? Chi Lăng hôm nay lên đông nhỉ? Và Thí á? Trời miên man về đâu một nhành hoa mới nở. Hoa vàng che lấp những con đường tìm cho ta một cảm giác bình yên. Người ơi vô tư và hồn nhiên. Xem mấy chị hát đi chưa? Kim mẹ bà Lộc Bình đấy. Lộc Bình à? Vâng. Na Tình, à Xuân Tình đó. Bà Thí á. Các chị này là thi giỏi lắm đấy. Ở đây chuẩn bị thi múa sư tử rất đông vui. Mua con gì? Thank you.
Nào ai biết ngày mai mình sẽ có cái gì, không còn đến nhau, em lấy hơi cỏ phải. Ơ, happy rồi. Các chú đã happy rồi đấy. Các chị còn cười khúc khích chưa hát đâu. Các chú còn phải mời lâu. Còn phải mời lâu lắm nhỉ. Các chú phải mời lâu lắm các chị này mới hát đấy. Và các chú còn mời mãi các chị chưa hát đấy nhỉ. Áo lý với hội phải vào trên này, áo mưa nắc lên đấy. Nắc lại, áo mưa nắc lại. Các chú mời mãi mà các chị còn chưa hát đây này. Và với. Bà vấy. Trời ơi. Đây sao à? Sang kim ngai á? Rác đấy. Dư hương kim tề mọc. Kinh bệnh mọc chén đó nhận rác xem. Nơi này kinh thuần ăn bệnh mọc chén đứng ra. Ui ô, kinh ăn bệnh mọc chén đó nhận rác đây.
con ơi con không mà có thứ với nhau đâu. Nhà nà nếu là bì ư nhà là với và đây mình sẽ kết cái này cái đi thằng cái này hả cứ lấy này kiếm sinh tivi đó kiếm sinh tivi kiếm sinh tivi á mình học sao đó mình học mình cái gì không phải cái này là gì bà du ơi học du ơi nè nhạc rồi nhạc vẫn hát được rồi ở đây làm gì nhỉ? Hai cô gái đầu xinh nữa này. Con kính cho con ơi, con mày 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 con m
người chết nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nỗi liền nắm tay. Biển xanh, sóng gấm, bước tròn một vòng biển xanh. Thanh niên này chuẩn bị múa sư tử à? Lên bà gói. Thanh mu. Chuẩn bị múa sư tử đây. Ấy ơ. Vâng, chuẩn bị múa sư tử đấy. Còn hát thank you.
Bắt đầu múa sư tử chưa? Cô chị, bác gọi đấy cho chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.